Chiều ngày 13 tháng 6, một lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý nhiều cơ sở mua bán đồ dân di, quân phục không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Đội Quản lý Thị trường số 4 đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo tại thị xã Buôn Hồ, phát hiện cơ sở đang bày bán công khai hơn 1.000 bộ quần áo, mũ dân di và thắt lưng đã qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Làm việc với đoàn, chủ cơ sở khai nhận nhập toàn bộ số hàng hóa này từ thành phố Hồ Chí Minh về bày bán kiếm lời. Sáng cùng ngày, đội quản lý thị trường số 1 cũng đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh ở thành phố Buôn Ma Thuột. Phát hiện hai cửa hàng bày bán quần áo, mũ dằn di và thắt lưng đã qua sử dụng nhưng cũng không xuất trình được hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Các đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý Thị trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 12 tháng 6, đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Vũ Thị Nguyệt tỉnh Kon Tum vì bán đồ dân di, quân phục không rõ nguồn gốc với số tiền 50 triệu đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này có 1.000 bộ quần áo cũ đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài, không có chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tất cả quần áo trên là trang phục dân di giống quân phục, tư trang quân đội nước ngoài dùng. Toàn bộ số trang phục này đã bị tịch thu theo quy định.